Hello, xin chào quý anh chị và các bạn á. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Nhập Khẩu 7 Vinh á. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô Vario 125 này, Vario 160 cho anh chị và các bạn luôn. Thì anh chị và các bạn nào mua những dòng nào thì mình chịu khó mình xem kỹ clip á. Đồng hành giới thiệu mình trong hôm nay thì có em Nhi sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn á. Đó là em Nhi nè mọi người. Hello, xin chào mọi người nha. Rồi em chào anh. Hôm nay Linh Nhi sẽ cập nhật cái giá dòng Vario 125 và 150 cho mọi người tham khảo luôn ha. Bên cạnh em đây là em Vario 125 được lên màu 3D là màu xanh bóng nha mọi người, xanh bóng đen. Giá của em này hiện tại Nhi đang bán với cái giá là 55 triệu, đã bao gồm VT đầy đủ cho mình ha, bao gồm màu sơn luôn ha, mình chỉ mất thêm phí biển số nữa thôi. Màu 3D hiện tại ở cửa hàng Nhi rất là nhiều và màu jean cũng rất là nhiều. Đối với màu jean Nhi báo giá màu jean cho mọi người luôn ha. Màu jean cửa hàng Nhi đang bán với cái giá là 53 triệu đã bao gồm VT đầy đủ cho mình chỉ mất thêm phí biển số nữa thôi. Những cái giá mà Nhi đã bán thì Nhi sẽ còn bớt và giảm cho mọi người từ 1 triệu tới 1 triệu rưỡi tiền xăng xe nên mọi người yên tâm, giá Nhi bán rất là ổn, nói chung là rất là rẻ so với các cửa hàng khác ha. Đây, cửa hàng màu 3D cũng rất là nhiều. Đó, có màu xám xi măng nè, màu vàng, màu đỏ và đặc biệt là màu đen nhám. Như tư vấn một xíu hơn ha, đỏ hơn ha. Đối với dòng Vario 125 thì sẽ có hai phiên bản, đó là cao cấp có nút công tắc 3 giây và không công tắc 3 giây nha mọi người. Đối với dòng không công tắc 3 giây thì cửa hàng Nhi bán sẽ rẻ hơn 1 triệu, đó là 52 triệu đó bao gồm VAT. Đối với màu em màu đỏ này. Đó. Em màu đỏ này và em màu đen bóng nó sẽ có hai loại ha. Còn đối với dòng này thì Nhi cũng đã báo giá là 53 triệu đã bao gồm VAT đầy đủ cho mọi người rồi đó. Rồi, đó là cái phiên bản 125. Sẵn đây mình xuống mình báo luôn cái phiên bản 160 dòng anh đi. Dạ rồi, ok. Ok. Thôi, phiên bản 160 nè mọi người. Xe thì khá nhiều nên anh chị và các bạn mình xem, mình chịu khó mình xem kỹ clip á. Tại vì trong clip thì nó có khá nhiều dòng xe trong clip nha mọi người. Đây, đây là cái phiên bản Vario 160 á. Đối với dòng Vario 160 thì hiện tại cửa hàng Nhi đang có hai phiên bản, đó là CBS và ABS thì mọi người. CBS hiện tại cửa hàng Nhi đang bán với cái giá là 53 triệu đã bao gồm VT đầy đủ cho mình luôn ha. Màu bán thì CBS thì màu jean hiện tại có những màu nào em? Dạ có màu đen, đen nhám nè, đen bóng. Đen nhám. Và màu đen nhám đâu, màu gì nữa? Đen bóng. Màu đen bóng và đỏ. Đen bóng như kia. Và màu. Rồi. Còn đối với màu trắng bóng này và màu đỏ và đỏ nhám này là được lên màu 3D nha. Và Nhi cập nhật luôn cái giá của dòng ABS luôn. ABS hiện tại cửa hàng Nhi đang bán với giá là 61 triệu đã bao gồm VAT đầy đủ cho mình chỉ mất thêm phí biển số nữa thôi. Hiện tại thì Nhi có sẽ có màu trắng nhám nè, màu đen nhám luôn. Đó. Rồi hiện tại thì cái dòng này thì mình trả trước bao nhiêu em? Đối với dòng này thì bản A thì cần trả trước cho em tầm 5 triệu và bản C thì cần trả trước cho em tầm 2 đến 3 triệu thôi là em hỗ trợ mình lên hồ sơ ha. Thủ tục góp thì chỉ cần chứng minh nhân dân, căn cứ công dân là em có thể hỗ trợ mình được rồi. Cái giá xe như vừa báo cho mọi người như còn sẽ hỗ trợ giảm từ 1 triệu cho tới 1 triệu rưỡi tiền xăng xe, xe cổ cho mọi người nha. Những ai đi xa thì sẽ giảm thêm cho mọi người nữa ha, cho mọi người yên tâm. Rồi ok, thì đó là mình báo nhanh cho anh chị và các bạn là dòng Vario 125, Vario 160 cũng đầy đủ tất cả các phiên bản ha. Anh chị và các bạn nào mình có nhu cầu thì mình liên hệ qua Zalo, số điện thoại thì mình để trực tiếp trên màn hình nha mọi người. Các bạn cần Nhi báo giá những dòng nào mọi người cứ comment bên dưới á. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.